anh nha, anh xoa tay vào miệng em. Ngay bỏ tay ra xem nào. Con nhém đi. Ôi, anh hai cái tay miệng nếm bẩn đấy, anh hai bẩn đấy. Mấy xị gì mà gớm này. Mấy xị rượu rồi mà gớm. Mấy xị rượu. Ai ai ai. Đây này, ngước mắt cái gì nè. Thế bà Hương vào cái ngước mắt này kìa. Khéo rồi, đầm mấy này trong sạch chai. Mấy mà trong bánh đó. Anh thằng này nhiều xả nhỉ. Ôi trời ơi, cậu chồng bố bạch váy cho người chăm bông. Mà nói thiệt cuốn chúa à. Chúa còn đang ngồi chuyện. Này, như này, dám như hết ra là cái tội này, cái tội thì hẳn như thư. Là nó bảo ông là, không được một chiếc con đi. Cái thằng này là nó ông bà hả. Thôi thôi thôi, bà không cho bà con đi về, bà vào nói em cưới bao nhiêu tiền. Bà nói em cưới bao nhiêu tiền. Bà nói gì mà bao nhiêu. Bà chỉ mua tiền tới chưa. Để đâu, để đâu? Để em túi. Để ví em đi đâu? Chuyện mà vách bánh um vách bái bảo là bây giờ có ông bà này chiều qua bà vách bà thế không nhưng mà em nghĩ bụng rồi mấy mấy ông bà đâu là ở đây thì nên mất tiền học còn tiền đăng ăn mà thì đâu không nên học đâu không ý là tiền đăng ăn thì đăng cho ai cũng được chị Miên hoặc là bên mợ học nhưng mà nghĩ bụng đó làm đấy bây giờ tất cả theo ý thức ăn ở đi biết mà về đi rồi đi về về thì mất tiền thế nhưng mà bây giờ là ở lại hay không ở nó cả một vấn đề ý tự phát của nó bây giờ nhà mình không có ấy sao phải thoải mái tôi biết rồi thế nhưng mà lại còn đi lên bác truyền học ừ lên mà em xác định là lên là thì tiền thì xem ý là không được cũng không nói rồi cô đều thời gian nó khó lắm thế thì mà còn bảo cái nhà phải đi ở thì cái nhà là bắt đầu chị lái là bố đi ở về chị mà ở thì nó cũng rộng lắm điền không đồng ý thì anh Dũng bảo tốt nhất là cũng không ở với ai nữa à riêng riêng ở riêng thế thì cái nhà là bố bây giờ mẹ không biết tại vì em bảo bây giờ mẹ không biết đâu giờ chị Nhung cũng bảo về đây ở thì con không con nghe Dũng bảo không về ở thì bây giờ lại về đây ở thì có thể là tất cả không tốt nhất là không về nội thì cũng không về ngoại nữa ừ. Bà Hồng điên bà tình gà ba tình thóc ấy Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.